Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin Thời Sự. Sau đây là nội dung chi tiết. Táo quân 2019 đã xoáy vấn nạn đùn đẩy trách nhiệm. Được lồng ghép khéo léo qua những màn tra hỏi của cặp đôi Nam Tào Bắc Đầu với các táo như vấn nạn đá bóng đùn đẩy trách nhiệm, bài toán về vấn đề sách giáo khoa, chuyện đi bão của giới trẻ đã được đề cập trong Táo quân 2019. Tối ngày 15 tháng 1, Táo quân đã tiến hành buổi ghi hình đầu tiên tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Nhiều vấn đề nổi cộm về giao thông, giáo dục, y tế và kinh tế trong năm 2018 được đá xoáy một cách rất khéo léo, khiến người xem vừa hả hê vừa thấm thía. Ấn tượng đặc biệt của Táo quân năm nay là gần như không bỏ sót bất kỳ vấn đề nào gây nhức nhối trong năm. Các vấn đề lúc được đề cập trực diện như chuyện thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc, bạo hành học đường, người nhàm bệnh nhân đánh bác sĩ, đạo đức xã hội xuống cấp, tỷ lệ tai nạn giao thông gia tăng, vấn nạn tắc đường, chuyện đi bão của giới trẻ. Lúc lại được lồng ghép khéo léo qua những màn tra hỏi của cặp đôi Nam Tào Bắc Đầu với các táo như vấn nạn đá bóng đùn đẩy trách nhiệm, bài toán về sách giáo khoa, cơn mộng làm giàu nhờ tiền ảo. Bất kỳ vấn đề nào cũng gãi đúng và trúng những điều mà rất nhiều người dân quan tâm chăn trở. Dù năm nay chỉ có 4 táo, xã hội, kinh tế, giao thông và giáo dục, nhưng màn trầu ngọc hoàng của các táo năm nay không đơn điệu mà được dày công sáng tạo và làm mới bằng những sự kết hợp thú vị. Đặc biệt, bộ đôi Quang Thắng Vân Dung, táo kinh tế xã hội đã làm nổi bật được nhiều thành tựu kinh tế xã hội trong năm qua, nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề tồn tại bằng lăng kính hài hước. Ngoài ra, để truyền tải những thông điệp ngầm, phần báo cáo của táo kinh tế xã hội còn có cả ảo thuật mà bản thân hai nghệ sĩ đã trở thành những ảo thuật gia. Táo Tự Long năm nay tiếp tục thể hiện tài năng ca hát nổi trội của mình trong màn báo cáo. Tuy nhiên, bất ngờ hơn là chính sự xuất hiện của một gương mặt chưa bao giờ xuất hiện trên thiên đình, đó là bà mẹ chồng nổi tiếng Lan Hương. Sự xuất hiện của mẹ chồng Lan Hương làm không khí buổi chầu trùng lại với vô vàn những xúc cảm khác nhau. Nữ nghệ sĩ vào vai bà bác của cả Thông, táo giao thông, đi tìm cháu để nhờ giúp đỡ. Nhân cơ hội được gặp gỡ Ngọc Hoàng, nhân vật này đã nói lên được những vướng mắc bức xúc dưới hạ giới của người dân và doanh nghiệp. Bộ ba gương mặt trẻ Duy Nam, Trung Duồi, Mạnh Dũng trong vai Thiên Lôi và Phó Thiên Lôi được trao nhiều đất diễn hơn so với những năm trước. Cả ba đã chứng tỏ được sự duyên dáng kết hợp khá ăn ý với các nghệ sĩ đàn anh. Một điểm cộng cho Táo quân năm nay đó chính là trang phục bám rất sát nội dung kịch bản, tăng thêm tính nhấn nhá của các màn báo cáo. Trang phục của Bắc Đầu ở đầu buổi thậm chí còn khiến người xem có chút sững sờ vì quá men. Trang phục của Nam Tào Bắc Đầu, Táo kinh tế xã hội, Thiên Lôi và Phó Thiên Lôi ở phần chầu chính không chỉ đẩy tính nghệ thuật và thẩm mỹ cũng được đề cao. Các bạn nhớ đăng ký kênh Tin Thời Sự để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.